Hay nói chỗ chúng tôi hay chỗ này của chúng tôi. 我们这儿。我们这儿。 Chỗ chúng tôi chỉ có nước ngọt có ga và cà phê. 我们这儿只有汽水和咖啡。我们这儿只有汽水和咖啡。 Xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ có cà phê không có bia. 对不起，我们这儿只有咖啡，没有啤酒。对不起，我们这儿只有咖啡，没有啤酒。就对，就果对。我这儿。我这儿。Xin lỗi, chỗ tôi chỉ có mấy mươi tệ. 对不起，我这儿只有几十块钱。对不起，我这儿只有几十块钱。Bây giờ hãy thử nói, hiện nay các gia đình Trung Quốc thông thường chỉ có. 现在中国家庭一般只有。 现在中国家庭一般只有 Hãy nghe từ con 孩子 Âm Hán Việt là hải tử có nghĩa là con cái 孩子 Hải Hải Tử Tử Hải tử Hải tử Có một con. 有一个孩子. 有一个孩子. Thông thường chỉ có một con. 一般只有一个孩子. 一般只有一个孩子. Bây giờ các gia đình Trung Quốc thông thường chỉ có một con. Hiện tại Trung Quốc gia đình y bán chỉ có một hài tử. Hiện tại Trung Quốc gia đình y bán chỉ có một hài tử. Hay nói một đến hai con. 一到两个孩子 Chỉ có một đến hai con 只有一到两个孩子 Thông thường chỉ có một đến hai con 一般只有一到两个孩子。一般只有一到两个孩子。Bây giờ các gia đình Việt Nam thông thường chỉ có một đến hai con. 现在越南家庭一般只有一到两个孩子。 现在越南家庭一般只有一到两个孩子。Hãy nghe cách nói có những người nào. 有什么人? 有什么人? Hôm nay có những người nào? 今天有什么人? 今天有什么人?
Hôm nay có những người nào đến? Jīn tiān yǒu shěnme rén lái? Jīn tiān yǒu shěnme rén lái? Trong nhà bạn có những người nào? Nǐ jiā lǐ yǒu shěnme rén? Nǐ jiā lǐ yǒu shěnme rén? 你家里有什么人?